Chào mừng các bạn đến với video thuộc chủ đề số 1 và thuộc bộ video số 31 của kênh Ruby Show. Vậy là kể từ ngày 3-24 tháng 11 vừa rồi thì khi mà mình đăng video cuối cùng là video thuộc chủ đề số 5 và thuộc bộ video số 30 thì mình đã nói một câu ở cuối video là trong thời gian sắp tới thì do mình phải bận cân bằng thời gian giữa công việc này và một vài công việc toàn thời gian khác cho nên là mình tạm thời không đăng video. Và hiện tại thì mình đã theo đuổi một công việc thứ hai, đó là bán hàng, và mình đã có thời gian để mà làm video sau khi được cân bằng, nên là hôm nay thì có thời gian trống nên là mình đã quyết định là quay trở lại và đăng tải video tiếp theo của bộ video tiếp theo và gửi nó đến cho mọi người. Thì sau khi mà mình đăng video cuối cùng đó thì mình đầu tiên là mình làm một công việc về content, về nội dung, nhưng mà sau đó thì do mình nhận thấy là mình không phù hợp với công việc này và mức lương nó không được thỏa đáng lắm cho nên là mình đã quyết định là nghỉ công việc đó và chuyển sang bán hàng. Mình đã làm tại Aeomon Bình Tân trong suốt 6 ngày và mình bắt đầu làm công việc bán hàng cho nhãn hàng Diana, và mình thấy là mình rất là hợp với công việc bán hàng này và mình đã tìm được một công việc bán hàng mới khác rồi ở Co-op Cống Quỳnh ở quận 1 đó. Nhưng mà đến mùng 7 thì mình mới làm công việc này lận, cho nên là từ hôm nay đến ngày hôm đó thì mình đã quyết định nghỉ ngơi bởi vì chân mình vẫn còn hơi đau sau khi mà làm ở Bình Tân đứng liên tục. Với lại là mình đang bị sốt nữa nên là mình đã quyết định là nghỉ ngơi để mà làm công việc mới ở một địa điểm mới luôn, là công việc mà mình nói đến mới nhất vừa rồi đó. Và hôm nay thì mình đang quay video và chuẩn bị gửi nó đến cho các bạn nè. Đây là video thuộc chủ đề số 1 và thuộc bộ video số 31 như mình nói vừa rồi, và sẽ nói về 3 môn thể thao. 3 môn thể thao này thì mình nghĩ là tất cả các bạn đều biết thôi, bởi vì chúng đều là những môn thể thao vận động. Nó không chỉ là phổ biến, nhiều người biết, mà nó còn là những môn vận động nhẹ nhàng, linh hoạt, dẻo dai và có lực nâng đỡ, rất là có ích cho tất cả mọi người, từ thanh niên, trẻ em, người già đến trung niên, đặc biệt là cho những người có vấn đề về xương khớp, đang bị viêm và các bệnh về xương khớp. Đó là 3 môn thể thao là đạp xe, đi bộ hay chạy bộ và bơi lội. Và đặc biệt hơn là 3 môn thể thao này đều đã góp mặt, đều đã được thi đấu trong SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam vừa rồi. Tất nhiên là không có bài báo nào mà chỉ liệt kê ra 3 môn thể thao này cả, mà nhà báo của chúng ta ở đây còn có tâm đến mức là ghi rõ những lý do vì sao mà 3 môn này rất là có ích cho người bị bệnh xương khớp, người bị các vấn đề không được đẹp lắm về xương khớp và tốt cho tất cả mọi người. Mà nhà báo này còn viết rõ những quy trình thực hiện được khuyến cáo bởi chuyên gia, bác sĩ để mà chúng ta thực hiện chơi những môn này tốt nhất, để chúng ta có thể có một hệ vận động, hệ xương khỏe mạnh và từ đó góp phần cho cuộc sống, học tập và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta được hiệu quả nhất có thể. Cho nên là mình rất hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng xem hết nội dung của bài viết trong video này, cũng như là ghi nhớ áp dụng những kiến thức này để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng đẹp và hạnh phúc hơn nha. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là môn thể thao nào tốt cho người bị bệnh xương khớp. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là Which sport is good for osteoarthritis patients? Mình xin đọc lại tiêu đề này là Which sport is good for osteoarthritis patients? Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé.
môn thể thao nào tốt cho người bị bệnh xương khớp. Những môn thể thao vận động nhẹ nhàng, linh hoạt, có lực nâng đỡ như bơi lội, đạp xe, đi bộ là những lựa chọn phù hợp để tăng cường độ dẻo dai cho xương khớp. Đây cũng là các môn thể thao nằm trong nội dung thi đấu của SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. 1. Đi bộ, theo tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, sụn khớp được ví như miếng bọt biển, vừa có chức năng hấp thụ bớt lực tác động lên đầu gối, vừa hút dưỡng chất từ dịch khớp vào nuôi sụn khớp, đồng thời có tác dụng tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp, dây chằng quanh khớp. Việc đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ nhàng có thể kích thích tạo ra dịch khớp, nuôi dưỡng sụn khớp, bôi trơn khớp, giúp giảm đau và ngăn ngừa khô cứng khớp. Người bị đau xương khớp nên lưu ý nên đi bộ trên mặt đường bằng phẳng, tránh khu vực gồ ghề, lồi lõm. Trước khi đi bộ cũng nên khởi động làm ấm khớp và không nên đi quá nhiều mỗi lần tập. 2. Bơi lội. Bơi là môn thể thao giúp gia tăng sức mạnh cơ bắp và cấu trúc khớp. Các động tác di chuyển khi bơi khiến cho các khớp được giãn ra, hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ định hình lại các vùng khớp bị sai lệch. Điều đặc biệt của môn bơi là mặc dù cơ xương khớp hoạt động rất mạnh mẽ, nhưng nhờ có sự nâng đỡ của nước nên lực tác động không gây tổn thương xương khớp. Đặc biệt, đây là bộ môn rất phù hợp với người bị thừa cân, béo phì. Bơi được xem là tốt cho khớp trên toàn bộ cơ thể, đặc biệt giúp cải thiện rõ rệt các vấn đề như đau cột sống, thoát vị đĩa đệm. Khi tham gia bơi lội, bệnh nhân xương khớp không nên bơi khi đang đói bụng, bơi cường độ quá cao và nên khởi động kỹ trước khi xuống nước. 3. Đạp xe. Đạp xe là môn tập rất tốt cho những người bị thoái hóa khớp gối hoặc đốt sống cổ có chèn ép rễ thần kinh. Đạp xe làm cho khớp gối uốn cong và duỗi ra một cách nhẹ nhàng, giúp cử động khớp dễ dàng hơn. Môn thể thao này vừa có tác dụng tăng cường hoạt động trao đổi chất ở khớp gối, vừa tăng sức mạnh và độ đàn hồi của cơ, dây chằng xung quanh khớp. Việc tập luyện là rất tốt và cần thiết với người bị đau xương khớp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tập luyện thôi chưa đủ, mà bệnh nhân xương khớp nên kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và bổ sung các dưỡng chất đặc hiệu tốt cho xương khớp. Lý do là khi vận động, khớp cần được cung cấp các chất căn bản để bảo vệ và tái tạo sụn khớp. Người bị bệnh xương khớp nên ăn các loại thực phẩm phù hợp, gồm các loại cá giàu chất béo như cá hồi, cá trích, cá ngừ, các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân, đậu phộng. Song song đó, người bệnh cũng nên bổ sung các dưỡng chất đặc hiệu từ thiên nhiên như eggshell membrane, collagen type 2 không biến tính, collagen peptide, turmeric root, chondroitin, sulfate, v.v. Nghiên cứu cho thấy các tinh chất này khi vào cơ thể có khả năng điều hòa miễn dịch, tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn, bảo vệ màng hoạt dịch khỏe mạnh, từ đó giảm đau, giảm viêm, làm chậm quá trình thoái hóa khớp hiệu quả. Bệnh xương khớp là bệnh mãn tính rất khó chữa. Tuy nhiên, nếu biết cách tập luyện, ăn uống và sử dụng đúng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì người bị bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được cơn đau, sống khỏe mạnh, năng động. Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh cho hay. Which sport is good for osteoarthritis patients? Gentle, flexible, sporty sports such as swimming, cycling and walking are suitable options to increase flexibility for joints. These are also sports in the competition content of the 31st SEA Games held in Vietnam. 1. Walking. According to Dr. Tăng Hà Nam Anh, Director of the Orthopedic Trauma Center Tam Anh General Hospital in Ho Chi Minh City, articular cartilage is like a sponge, both having the function of absorbing less impact
on the knee and sucking nutrients from the joint fluid to feed itself, and at the same time, it also has the effect of enhancing the flexibility of the muscles and ligaments around the joints. Gentle walking or jogging can stimulate the production of joint fluid that nourishes articular cartilage, lubricates joints, helps relieve pain and prevents stiffness. People with joint pain should know that they should walk on flat roads, avoiding rough, convex areas. Before walking, you should also warm up your joints and do not walk too much each time. 2. Swimming. Swimming is a sport that helps increase muscle strength and joint structure. The movements when swimming make the joints stretch and work rhythmically, helping to reshape the misaligned joint areas. The special thing in swimming is that although musculoskeletal activities are very strong thanks to the support of water, the impact force does not cause bone and joint damage. In particular, this is a sport that is very suitable for people who are overweight and obese. Swimming is considered good for joints throughout the body, especially helping to significantly improve problems such as spinal pain, herniated discs. When participating in swimming, osteoarthritis patients should not swim on an empty stomach, swim with too high intensity, and should warm up carefully before entering the water. 3. Cycling. Cycling is a very good exercise for people who have knee osteoarthritis or cervical vertebrae with nerve root compression. Cycling gently bends and stretches the knee joint, making it easier to move the joint. This sport not only works to increase metabolic activity in the knee joint, but also increases the strength and elasticity of the muscles and ligaments around the joint. Exercise is very good and necessary for people with osteoarthritis. However, according to experts, exercise alone is not enough, but osteoarthritis patients should combine with a reasonable diet and supplement with specific nutrients that are good for bones and joints. The reason is that when moving, joints need to be provided with basic substances to protect and regenerate articular cartilage. People with osteoarthritis should eat the right foods, including fatty fish such as salmon, herring, tuna, dark green leafy vegetables such as spinach, kale, broccoli, nuts like walnuts, almonds, peanuts. At the same time, patients should also supplement with specific nutrients from nature such as eggshell membrane, non-denatured collagen type 2, collagen peptide, turmeric root, chondroitin, sulfate, etc. Research shows that these essences, when entering the body, have the ability to regulate immunity, regenerate articular cartilage and subchondral bone, protect healthy synovial membranes,
They are by reducing pain, reducing inflammation, and slowing down the process of osteoarthritis effectively. Dr. Tang Han Nam Anh also said that osteoarthritis is a chronic disease that is difficult to treat. However, if you know how to exercise it and use the right healthcare products, you can completely control pain, live healthy and active lives. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 và tiếp theo mình cũng như các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, chúng ta có hai cụm danh từ và cả hai cụm từ này cùng được đọc là Orthopedic Trauma Center, có nghĩa là trung tâm chấn thương chỉnh hình. Mình xin nói lại là cả hai cụm danh từ này cùng được đọc là Orthopedic Trauma Center, có nghĩa là trung tâm chấn thương chỉnh hình. Mình xin được nói lại lần nữa là hai cụm danh từ này cùng được đọc là Orthopedic Trauma Center, có nghĩa là trung tâm chấn thương chỉnh hình. Từ số 2, chúng ta có danh từ cartilage, có nghĩa là sụn. Mình xin đọc lại từ này là cartilage. Từ số 3, chúng ta có tính từ articular hoặc articular, có nghĩa là thuộc khớp. Mình xin được nói lại là tính từ articular hoặc articular, có nghĩa là thuộc khớp trong giải phẫu. Từ số 4, chúng ta có danh từ sponge. Và cả hai từ này cùng được đọc như vậy nhé. Từ này có 6 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là bọt biển. Nghĩa số 2 là cao su xốp hoặc miếng bọt biển. Mình xin nói lại nghĩa này là cao su xốp hoặc miếng bọt biển. Nghĩa số 3 là vật xốp và hút nước hoặc miếng vải thấm nước. Nghĩa số 4 là sự rửa sạch bằng bọt biển hoặc sự lau chùi bằng bọt biển. Nghĩa số 5 là bánh xốp. Và nghĩa số 6 là người ăn bám hoặc người ăn trực. Từ số 5, chúng ta có danh từ knee có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là đầu gối. Nghĩa số 2 là chỗ đầu gối ở quần. Nghĩa số 3 là khuỷu hoặc khớp xoay trong kỹ thuật. Và nghĩa số 4 là chân quỳ có hình thức thợ hoặc thanh sắt được uốn gãy góc hoặc thanh gỗ được uốn gãy góc. Từ số 6, chúng ta có hai danh từ là flexibility và flexility. Mình xin đọc lại hai từ này là flexibility hoặc flexibility. Mình xin đọc lại chúng cho chính xác nhất là flexibility và flexility. Hai danh từ này cùng có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là tính dẻo hoặc tính mềm dẻo. Nghĩa số 2 là tính dễ uốn nắn hoặc tính dễ sai bảo. Mình xin nói lại nghĩa này là tính dễ uốn nắn hoặc tính dễ sai bảo. Và nghĩa số 3 là tính linh hoạt hoặc tính linh động. Từ số 7 là danh từ ligament có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là dây chằng trong giải phẫu và nghĩa số 2 là dây ràng buộc. Từ số 8, chúng ta có động từ nourish có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là nuôi hoặc nuôi nấng hoặc nuôi dưỡng. Và nghĩa số 2 là nuôi hoài bão hoặc nuôi hy vọng hoặc nuôi tình cảm hoặc ôm hoài bão hoặc ôm hy vọng hoặc ôm tình cảm. Hoặc ấp ủ hoài bão hoặc ấp ủ hy vọng hoặc ấp ủ tình cảm. Mình xin nói lại nghĩa này lần nữa là
nuôi hoài bão, hoặc nuôi hy vọng, hoặc nuôi tình cảm, hoặc ôm hoài bão, hoặc ôm hy vọng, hoặc ôm tình cảm, hoặc ấp ủ hoài bão, hoặc ấp ủ hy vọng, hoặc ấp ủ tình cảm. Từ số 9, chúng ta có động từ lubricate, có nghĩa là tra dầu mỡ hoặc bôi trơn. Từ số 10, chúng ta có tính từ converse. Từ này có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là lồi trong toán học và vật lý, và nghĩa số 2 là lồi lõm. Nghĩa này thường được dùng để nói về địa hình hay mặt đường. Từ số 11, chúng ta có động từ stretch có 10 nghĩa. Nghĩa số 1 là giãn ra hoặc rộng ra hoặc co giãn. Nghĩa số 2 là mở rộng ra. Nghĩa số 3 là kéo dài để đáp ứng những nhu cầu hoặc có đủ để đáp ứng những nhu cầu. Nghĩa số 4 là trải ra hoặc chạy dài ra. Mình xin nói lại nghĩa này là trải ra hoặc chạy dài ra. Nghĩa số 5 là vươn vai hoặc vươn. Nghĩa số 6 là đòi hỏi nhiều ở ai đó hoặc đòi hỏi nhiều ở khả năng của ai đó. Nghĩa số 7 là lợi dụng hoặc lạm dụng hoặc nói phóng đại hoặc nói ngoa hoặc thổi phồng. Nghĩa số 8 là kéo dài ra hoặc căng ra hoặc răng ra hoặc duỗi ra hoặc nong ra. Nghĩa số 9 là kéo dài, và nghĩa số 10 là nằm sóng xoài hoặc nằm dài ra để nghỉ. Từ số 12, chúng ta có trạng từ rhythmically hoặc rhythmically, có nghĩa là có nhịp điệu hoặc nhịp nhàng. Mình xin đọc lại từ này là rhythmically hoặc rhythmically. Từ số 13 là động từ reshape hoặc reshape. Mình xin đọc lại từ này là reshape hoặc reshape. Từ này có nghĩa là tạo lại hình dáng hoặc làm lại hình dáng hoặc phục hồi hình dạng hoặc định hình lại. Mình xin đọc lại nghĩa của nó là tạo lại hình dáng hoặc làm lại hình dáng hoặc phục hồi hình dạng hoặc định hình lại. Từ số 14 là động từ misalign. Theo như trong từ điển Cambridge thì từ này có nghĩa là sắp xếp các bộ phận hay các phần của một cỗ máy hay hệ thống sao cho chúng không khớp với nhau một cách chính xác, với kết quả là chúng không hoạt động tốt. Mình xin đọc lại nghĩa của từ này là sắp xếp các phần hay các bộ phận của một cỗ máy hay một hệ thống để cho chúng không hoàn toàn ăn khớp chính xác với nhau, với kết quả là cỗ máy này hay hệ thống này không hoạt động tốt. Từ số 15 là tính từ musculoskeletal hoặc musculoskeletal. Đây là một từ chuyên ngành y khoa và nó có nghĩa là liên quan đến các cơ và bộ xương và bao gồm các xương, các khớp, các gân và các cơ. Từ số 16, chúng ta có tính từ spinal, có nghĩa là thuộc xương sống hoặc có liên quan đến xương sống trong giải phẫu. Từ số 17, chúng ta có cụm danh từ, hay nói chính xác hơn là hay cụm danh từ là herniated disc và slipped disc. Hai cụm danh từ này cùng có nghĩa là chứng thoát vị đĩa đệm.
Vừa rồi trong phần 3 thì mình đọc cụm từ số 1 chưa đúng lắm và mình xin đọc lại cụm từ này là herniated disc, và đó mới là cách đọc đúng của cụm từ này nhé. Từ số 18, chúng ta có từ vertebra. Mình xin đọc lại từ này là vertebra, và từ tương ứng trong bài chính là dạng số nhiều của từ này nhé. Và từ này có hai nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là xương sống hoặc cột sống, và nghĩa số 2 là đốt sống trong giải phẫu. Từ số 19, chúng ta có tính từ cervical, có nghĩa là thuộc về cổ trong giải phẫu. Và từ số 20 là danh từ compression hoặc compression, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự ép hoặc sự nén. Nghĩa số 2 là sự co lại hoặc sự cô động hoặc sự giảm bớt. Và nghĩa số 3 là sự độn hoặc sự lền hoặc sự đầm trong kỹ thuật. Từ số 21, chúng ta có động từ bend, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là khuất phục hoặc bắt phải theo. Nghĩa số 2 là cúi xuống hoặc cong xuống hoặc uốn cong hoặc làm cong. Và nghĩa số 3 là rẽ hoặc hướng về hoặc dồn về. Mình xin đọc lại nghĩa số 3 của từ này là khuất phục hoặc bắt phải theo. Và mình cũng xin đọc lại từ này là bend. Lại nữa nhé, là bend. Từ số 22, chúng ta có tính từ metabolic hoặc metabolic. Mình xin đọc lại từ này là metabolic hoặc metabolic. Tính từ này có nghĩa là thuộc sự trao đổi chất hoặc thuộc sự chuyển hóa trong sinh vật học. Mình xin nói lại nghĩa này là thuộc sự trao đổi chất hoặc thuộc sự chuyển hóa trong sinh vật học. Từ số 23, chúng ta có danh từ elasticity. Từ này có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là tính co giãn hoặc tính đàn hồi hoặc tính mềm dẻo. Nghĩa số 2 là tính nhún nhảy. Nghĩa số 3 là... Mình xin nói lại nhé. Nghĩa số 3 là tính bồng bột hoặc tính bốc đồng. Và nghĩa số 4 là tính dễ tự tha thứ. Mình xin nói lại nghĩa số 2 của từ này là tính nhún nhảy. Và mình cũng xin đọc lại từ này là elasticity. Nhấn âm 3 nhé. Từ số 24, chúng ta có động từ supplement, có nghĩa là bổ sung hoặc phụ thêm vào. Từ số 25, chúng ta có động từ regenerate hoặc regenerate, có nghĩa là tái sinh hoặc phục hồi hoặc tái tạo. Ngoài ra thì từ này còn có hai nghĩa nữa là nghĩa số 2 là phục hưng và nghĩa số 3 là tự cải tạo. Mình xin nói lại nghĩa số 2 của từ này là phục hưng. Và mình cũng xin đọc lại từ này là regenerate hoặc regenerate. Từ số 26, chúng ta có hai danh từ sau đây là spinach và spinach. Vậy thì chúng ta có thể suy ra là hai từ này có cùng một cách đọc như nhau, nhưng mà nó chỉ khác ở cách viết thôi ha. Từ này có nghĩa là rau bina hoặc cải bó xôi trong thực vật học. Mình xin được nói lại nghĩa là rau bina hoặc cải bó xôi trong thực vật học. Và đó chính là nghĩa của hai danh từ này nhé. Từ số 27, chúng ta cũng có hai danh từ có cùng một cách đọc nhưng khác ở cách viết. Đó là kale. Danh từ này... Mình xin lỗi nói lại nhé. Hai danh từ này cùng có 3 nghĩa là nghĩa số 1 là cải xoăn trong thực vật học. Nghĩa số 2 là canh cải hoặc súp rau. Và nghĩa số 3 là tiền giấy. Từ số 28,
chúng ta có hai động từ sau đây là teenager và teenagerate. Hai động từ này cùng có nghĩa là làm biến tính hoặc làm biến chất. Từ số 29, chúng ta có danh từ essence có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là tinh chất, nghĩa số 2 là bản chất hoặc thực chất, nghĩa số 3 là cốt lõi hoặc điều cốt yếu, và nghĩa số 4 là nước hoa. Từ số 30, chúng ta có tính từ synovial. Tính từ này có nghĩa là thuộc hoạt dịch trong giải phẫu. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết thêm được về những môn thể thao giúp cho chúng ta có một hệ vận động, hệ xương cơ khỏe mạnh, linh hoạt, dẻo dai để cho chúng ta có một cuộc sống vận động và học tập làm việc thật tốt và hiệu quả nha. Và mình cũng rất hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận video này bởi vì không những là cái nội dung, cái tính chất hữu ích và rất là nhiều cái trong một video của nó mà còn là một sự quay trở lại của mình sau một tháng mà mình phải coi như là gọi là phải cân bằng giữa đam mê và công việc, bởi vì tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của chính mình và những người thân quanh mình, cũng như là cũng để mang đến một sự hài lòng và mang đến một sản phẩm tuyệt vời đến cho các bạn thôi. Nên các bạn vui vẻ thông cảm cho mình nha, và vui mừng đón nhận sản phẩm mới này nha. Và mình sẽ tri ân các bạn rất nhiều vì việc này. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nếu như các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng like, chia sẻ video và đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất nha. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.